năm con giáp được thần tài báo mộng, trúng số liên tiếp, lộc lá chạm đỉnh, một bước lên hàng đại gia sau ngày rằm tháng riêng. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, cổ nhân có câu nói, đạo trời khó nắm bắt, số mệnh của con người không cố định. Chỉ có số phận là không thể suy đoán được bằng cái lẽ thường, vận mệnh vô thường. Vì số phận và may mắn là hai sợi dây, một cái thì nằm trong cái tay trời, sợi dây còn lại nằm ở chính trong tay của bản thân chúng ta. Cho nên dù ở đâu hay là trong hoàn cảnh nào ấy, thì cuộc sống tốt hay xấu, phúc lộc sâu dày hay không ấy, đều phụ thuộc vào cái tâm tính của các bạn. Chỉ cần các bạn luôn sống thiện tâm và luôn cố gắng hướng về những cái mặt tích cực, thì dù trong hoàn cảnh khó khăn đến đâu đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn có thể là hiên ngang vượt qua và mở ra cho mình một cái vận trình may mắn hơn, một cuộc sống được đủ đầy, trọn vẹn và hạnh phúc hơn. Theo luận giải mới nhất của các chuyên gia tử vi tâm linh học, thì đã bất ngờ tiết lộ trong số 12 con giáp, có 5 con giáp tuổi trẻ nghèo khổ, vận đen cứ liên tục đeo bám, nhiều lần phải rơi vào cảnh bế tắc, những tưởng là buông xuôi trước cái số phận nhục nhã, cả đời bi thương. Nhưng vì cái tính cách thiện lương, ăn ở hiền lành, tốt bụng, mà cuộc đời luôn được quý nhân phù trợ. Nói chung ấy, sau ngày rằm tháng riêng, thì cuộc sống của những con giáp này cũng khá là an nhàn sung sướng. Con cháu thì đầy đàn, gia đạo thì yên vui, ăn ấm, tiền vào như nước lũ. Đặc biệt là sau ngày rằm tháng riêng ấy, cũng chính là lúc bất ngờ được nhiều cái cát tinh nó soi chiếu, thần vật ưu ái độ mạng mà cải biến cái số mệnh của những con giáp này, giúp cho họ lội ngược dòng vươn lên làm hàng đại gia, mua nhà, sắm xe, tiền bạc thì đầy tay, phúc lộc thì đầy nhà, giàu nhanh chóng mặt. Vậy thì cái vận trình của 5 con giáp này sẽ ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, sau ngày rằm tháng riêng, con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác, đó chính là những người tuổi Dần. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong 12 con giáp thì những người tuổi Dần được chính quan che chở giúp đỡ. Vậy nên những người tuổi Dần sẽ có một cái thời điểm phát triển cái sự nghiệp rất là rực rỡ, hanh thông. Bản mệnh sẽ tìm được những cơ hội để khẳng định bản thân, đưa ra những cái ý kiến đắt giá cho tập thể. Một số người còn có được lãnh đạo giao cho những cái nhiệm vụ quan trọng, trọng đại. Trong cái thời gian này, quý vị hãy tự tin nhận trách nhiệm và cố gắng hết mình. Thông qua cái quá trình rèn luyện và thử thách ấy, thì các bạn có thể sẽ tiến bộ một cách vô cùng là nhanh chóng. Trong thời gian này hơi tiếc một chút là những người tuổi Dần gặp cục diện là ngũ hành nó xung khắc. Vậy nên tiếc rằng cái phương diện tình cảm của những người tuổi Dần cũng không được như ý. Các bạn nên để tâm đến những cái suy nghĩ và cảm nhận của người khác nhiều hơn. Không nên tự quyết định theo cái ý muốn của mình. Vì thế để bảo vệ cái hạnh phúc cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn về tài lộc tiền bạc ấy, thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ là quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những cái thị phi, những cái hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi Dần. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai sau rằm tháng riêng ấy, thì đó chính là những người tuổi Mão. Kính thưa quý vị, những người tuổi Mão được cục diện tam hợp nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vậy nên những người tuổi Mão sẽ nhận được cái sự giúp đỡ của quý nhân trong cái ngày hôm nay. Đối phương có thể sẽ đưa ra cho bạn nhiều cái ý kiến hữu ích, giúp các bạn vượt qua được những khó khăn và tìm ra cái hướng đi mới cho công việc. Bên cạnh đó, tình hình kinh doanh buôn bán làm ăn thì cũng gì tiến triển khá là thuận lợi. Khi mà các bạn đang dần dần khẳng định được cái vị thế của mình trên thị trường, cái lượng khách hàng ổn định giúp cho các bạn thu được cái lời lãi khá là đáng kể, để tùa tiền vào túi một cách là tự nhiên. Tiếc rằng trong thời gian này cũng gặp tình trạng là gì mộc thổ là xung khắc. Vậy nên vợ chồng cần phải đặt mình vào cái vị trí của đối phương nhiều hơn để không còn nói những cái lời gây tổn thương đến người khác. Các bạn không thể bắt nửa kia, nói chung là thực hiện hoàn hảo mọi cái yêu cầu mà mình đặt ra. Vợ chồng thì cần phải dĩ hòa vi quý, yêu thương lẫn nhau thì mới giữ gìn được cái lửa hạnh phúc của gia đình.
Vậy nên trong thời gian này những người tuổi Mão cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba sau rằm tháng giêng ấy, đó chính là những người tuổi Tỵ. Những người tuổi Tỵ được cục diện là Tỵ Ngọ Mùi là tam hội, hơn nữa lại được cục diện là hỏa thổ nó tương sinh. Vậy nên những người tuổi Tỵ có nhiều cơ hội gặp gỡ được những người như ý muốn trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể là vô tình gặp được người ấy trong những buổi tụ tập bạn bè hoặc là giao lưu với khách hàng, với đối tác. Để có thể bước sang một cái trang mới của cuộc sống thì các bạn nên cởi mở và chủ động trò chuyện với đối phương. Rất có thể hai người sẽ có nhiều cái quan điểm trùng hợp trong cuộc sống. Quan hệ đã trở nên là gần gũi, hanh thông hơn. Thêm nữa, những người tuổi Tỵ lại có chính ấn nó che chở, nó giúp đỡ, nên là con đường sự nghiệp của những người tuổi Tỵ không có gì đáng phải lo lắng. Bằng vào cái vốn kiến thức và cái kinh nghiệm của mình ấy, thì các bạn có thể hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao, thậm chí là còn giúp đỡ mọi người xung quanh cùng tiến lên phía trước. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ, đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư sau rằm tháng giêng ấy, không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ. Kính thưa quý vị, dưới tác động tích cực của cục diện nhị hợp thì những người tuổi Ngọ luôn giữ được cái tinh thần tích cực, lạc quan khi đối diện với mọi vấn đề. Chính nhờ vậy mà các bạn có thể đưa ra nhiều cái quyết định đúng đắn, thậm chí là người dẫn đầu trong cái tập thể. Những người làm ăn kinh doanh thì có thể là xem xét và ký kết cái hợp đồng với đối tác hoặc là mở rộng cái quy mô làm ăn kinh doanh của mình trong cái thời gian này. Tất nhiên ấy, trước khi đặt bút ký thì các bạn cũng cần phải cẩn thận xem xét, đối chiếu các điều khoản hợp tác đấy. Một cách là gì? Cẩn thận chỉn chu thì sẽ không xảy ra những cái tai họa nào đáng tiếc. Trong thời gian này thì được cục diện ngũ hành tương sinh, đúng không? Nó cũng sẽ mang tới nhiều cái tin vui trên phương diện tình cảm của những người tuổi Ngọ. Cuối cùng thì cái sự chân thành của các bạn cũng đã được đền đáp. Người ấy cũng sẽ gì? Có cảm xúc tương tự dành cho các bạn. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm sau rằm tháng giêng thì không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu. Kính thưa quý vị, nói chung ấy, theo các chuyên gia tử vi có dự báo, những người tuổi Dậu trong thời gian rằm tháng giêng ấy, được thực thần nâng bước. Con đường tài lộc của những người tuổi Dậu cũng được mở rộng thênh thang. Đặc biệt những người làm các công việc tự do ấy, thì có thể nhận được những khoản thù lao tương xứng với cái công sức của mình bỏ ra. Trong suốt cái thời gian trước đó, quý vị đừng ngại nhận thêm những cái nhiệm vụ khó khăn, bởi đây chính là cách mà các bạn gì dần khẳng định được cái tiếng tăm cũng như là cái địa vị của mình trên thị trường và trong mắt của ban lãnh đạo. Chỉ cần quý vị cố gắng thì dần dần các bạn sẽ xây dựng được cái đội ngũ khách hàng trung thành với mình, khiến cho công việc nó thêm suôn sẻ, thuận lợi hơn. Con đường tình duyên của những người tuổi Dậu trong thời gian này cũng khá là may mắn do được cục diện là ngũ hành nó tương sinh. Vậy nên là tình cảm của con giáp này có những cái chuyển biến tích cực. Nếu mà quan hệ giữa đôi bên ấy đã chín mùi rồi thì hai bạn có thể là tính đến cái chuyện là xa hơn nữa, ắt sẽ nhận được cái sự ủng hộ của mọi người. Vậy nên để gia tăng thêm cái tài lộc may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 6 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay ấy, đó chính là gì? Những người tuổi Hợi.
Thưa quý vị, những người tuổi Hợi được chính quan nó soi chiếu, vậy nên cái phương diện sự nghiệp của những người tuổi Dậu lại có những cái bước tiến triển đáng kể. Các bạn biết cách vận dụng những cái kiến thức, những cái kỹ năng vừa học hỏi vào cái công việc, khiến cho mọi nhiệm vụ được phân công hoàn thành rất là thuận lợi và hanh thông. Bên cạnh đó, con đường công danh sự nghiệp cũng đang trên đà thăng tiến. Con giáp này cũng được thôi thúc tạo ra thật nhiều cái sự bứt phá, vì các bạn đang có cái trường năng lượng rất là mạnh mẽ. Trong những dự định sắp tới đây thì các bạn hãy mạnh dạn theo đuổi, vì sẽ có được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp các bạn nâng tầm quan sát trước những quyết định đúng đắn. Cái vận trình tài lộc của những người tuổi Hợi trong thời gian này nói chung ấy cũng đang đi lên đó. Các bạn có thể đánh bại được những đối thủ nhờ cái tài năng và cái kinh nghiệm của mình, nhờ đó mà thu được những cái lợi nhuận xứng đáng. Tuy nhiên ấy, trong ngày hôm nay thì vẫn còn một cái vài cái hung tinh đó, nó có thể là gì, tiêu tốn một chút tiền tài của quý vị. Vậy nên quý vị hãy có những cái kế hoạch mua sắm sửa soạn một cách hợp lý để không đánh mất đi cái tiền bạc do cái công sức cống hiến của mình trong suốt thời gian vừa qua. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn và tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi, đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái thời gian là sau rằm tháng riêng. Và sau rằm tháng riêng thì chúng ta sẽ có 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Dần, 2 tuổi Mão, 3 tuổi Tỵ, 4 tuổi Ngọ, 5 tuổi Dậu và 6 là những người tuổi Hợi. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.